Hơn 40 tỷ đồng là số tiền mà giải vận động được từ hơn 50 đơn vị đồng hành. Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ dùng để thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn thành phố Thủ Đức như Vì Người Nghèo, Thủ Đức Nghĩa Tình, Đồng Hành Vì Thành Phố Thủ Đức Văn Minh Hiện Đại Nghĩa Tình. Đây cũng là số tiền kỷ lục trong 3 mùa vừa qua, nhân dịp hội góp thành phố Thủ Đức vừa mới được thành lập. Mặc dù điều kiện kinh tế có khó khăn, nhưng mà những tấm lòng vàng, những doanh nhân có tấm lòng hảo tâm, lúc nào cũng hướng về cộng đồng, hướng về người nghèo. Tôi thấy là một quy mô như vậy là rất rộng lớn. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người nước ngoài tham gia, các công ty nước ngoài. Nói chung là cùng đóng góp, giúp đỡ người nghèo. Thì tôi thấy như vậy là rất hay. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 300 golfer là lãnh đạo hơn 70 câu lạc bộ golf trên cả nước. Các thành viên đại diện lãnh sự quán các nước tại Việt Nam và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong và ngoài thành phố Thủ Đức. Giải thưởng Hole in One cũng đạt con số ấn tượng với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng.